máy tính xách tay của Huawei đã không được phổ biến rộng rãi ở Mỹ trong nhiều năm. Nhưng theo truyền thống, chúng là những sản phẩm tuyệt vời. Với hiệu suất đủ tốt và chất lượng xây dựng để trở thành đối thủ nặng ký của MacBook. Vì vậy, tôi nghĩ rằng MacBook 16, máy tính xách tay hàng đầu mới nhất của Huawei. Mặc dù nó có thể không có trên radar của độc giả Hoa Kỳ. Hãy coi đây là một nguồn lực cho những người ở các thị trường nơi Huawei vẫn đang hoạt động. Nhìn bên ngoài, MacBook 16 trông giống như một chiếc MacBook Pro. Huawei có màu sắc và sự dung cảm chung. Tất nhiên, liệu nó có hoạt động tốt như MacBook hay không là một câu hỏi khác. Hầu hết MacBook 16 đều tuyệt vời, từ bàn phím nhanh và thoải mái đến thời lượng pin cả ngày, màn hình 3:2 lớn và loa mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Nhưng sự khác biệt MacBook thỉnh thoảng gặp những điều kỳ lạ. Chúng không phải là những thứ tạo ra hoặc phá vỡ trải nghiệm. Nhưng chúng chỉ là những sai sót kỳ lạ đối với một chiếc máy tính xách tay đẹp như vậy. Và họ cộng tác để tạo ra một sản phẩm tuyệt vời nhưng không tuyệt vời như cảm giác dễ dàng có được. Nếu bạn có thể chạm tay vào một trong những thứ này, nó có một số điểm bán hàng. Nó khá nhẹ đối với một máy tính xách tay 16 inch với trọng lượng 4,39 pound. Bàn di chuột mượt mà và rộng rãi. Mặc dù đôi khi nó gặp vấn đề với sự từ chối của lòng bàn tay. Bàn phím chắc chắn và gây tiếng ồn ấn tượng đây có lẽ là bàn phím MacBook Air trên máy tính xách tay Windows. Có một lựa chọn cổng hữu ích với hai USB-C, hai USB-3, jack cắm tai nghe và HDMI. Loa khá tốt với âm trầm hơi yếu. Nó có một cái nhìn chuyên nghiệp, không phô trương. Điểm nổi bật của thiết bị là màn hình. Nó không chỉ có kích thước khổng lồ 16 inch mà còn có tỷ lệ khung hình 3:2, đây là tỷ lệ khung hình máy tính xách tay. Có rất nhiều không gian thẳng đứng và thoải mái làm việc trong nhiều cửa sổ cạnh nhau, như một người thường sử dụng máy 13 inch, căn phòng thêm có cảm giác sang trọng. Bản thân bảng điều khiển, mặc dù chất lượng không hoàn toàn như MacBook nhưng vẫn hiển thị màu sắc mạnh mẽ và các chi tiết sắc nét và hầu như không bị chói. Huawei, những người đam mê có thể sử dụng tính năng cộng tác đa màn hình để kết nối MacBook 16 với điện thoại hoặc máy tính bảng Huawei. Sau đó, bạn có thể kéo và thả tệp giữa các thiết bị được kết nối, truy cập các ứng dụng của chúng thay thế cho nhau hoặc sử dụng tệp sau làm màn hình bên ngoài truyền thống. Nhưng nó có vẻ tiện lợi và tương tự như tính năng sidecar của Apple. Tuy nhiên, điều mà các chip của AMD thường thiếu ở sức mạnh lõi đơn, chúng thường bù đắp cho thời lượng pin. MacBook đi kèm với pin 84W và trung bình sử dụng được hơn 10 giờ liên tục với màn hình có độ sáng khoảng 200 nit. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.